Thưa quý vị và các bạn, ngành dệt may Việt Nam luôn được đánh giá là ngành có nhiều cơ hội phát triển, nhất là trong bối cảnh Việt Nam ký kết Hiệp định TPP, Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-Liên minh châu Âu, Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-Hàn Quốc, v.v. Từ nhiều năm nay, ngành dệt may Việt Nam luôn tăng trưởng hai con số. Năm 2015, ngành dệt may xuất khẩu được 27,3 tỷ đô la Mỹ. Năm 2016, với nhiều cơ hội từ các hiệp định thương mại tự do song phương và đa phương, xuất khẩu ngành dệt may Việt Nam sẽ cán đích 30 tỷ đô la Mỹ. Năm 2015, tổng kim ngạch xuất khẩu dệt may của cả nước đạt 27,3 tỷ đô la Mỹ. Tuy hơi thấp so với mục tiêu ban đầu dự kiến là 27,5 tỷ đô la Mỹ, nhưng nếu nhìn vào bối cảnh năm 2015, mặt bằng giá toàn thế giới xuống thấp, nhất là nguyên liệu đầu vào như là dầu thô, sơ sợi, bông đều thấp, dẫn đến đơn giá thấp, thì việc tăng kim ngạch xuất khẩu 10% là một nỗ lực lớn của ngành dệt may. Có thể nói là chúng ta vẫn luôn luôn nằm trong top 5 những nước phát triển xuất khẩu hàng dệt may, thì nó phù hợp với lại cái chính sách của Đảng và Nhà nước của chúng ta, tức là đẩy mạnh xuất khẩu, tạo công ăn việc làm và tăng cái nguồn thu, nguồn dự trữ ngoại tệ cho quốc gia. Dệt may Việt Nam cũng có những cái bước chuyển mình, hội nhập. Việt Nam dần dần trở thành một cái địa điểm tin cậy của tất cả các cái quốc gia mà có cái sự quan tâm về phát triển dệt may, phát triển về thời trang, thì cũng thể nói là cái ngành dệt may chúng ta đã đi đến một cái bước cũng rất quan trọng. Được coi là một trong nhóm ngành được hưởng lợi nhất từ các hiệp định thương mại, đặc biệt là TPP. Nhưng trên thực tế thì dệt may phải đối mặt với nhiều thách thức bởi các hiệp định hầu hết đều đưa ra quy định về xuất xứ từ nước xuất khẩu hoặc cộng gộp trong nội khối. FTA Việt Nam-EU là từ vải, hiệp định TPP từ sợi trở đi, trong khi đây là khâu yếu nhất của dệt may Việt Nam. Các nước hiện đang cung cấp nguyên phụ liệu cho dệt may Việt Nam phần lớn cũng nằm ngoài TPP. Việc thu hút đầu tư nước ngoài vào dệt, nhuộm cũng đồng nghĩa với việc các doanh nghiệp trong nước sẽ phải cạnh tranh ngày càng gay gắt với các doanh nghiệp FDI. Ngay từ năm 2011, Vinatex đã đồng hành cùng đoàn đàm phán của chính phủ về các hiệp định thương mại tự do và nhận thức được quy tắc xuất xứ của các hiệp định này từ sợi và vải. Các doanh nghiệp dệt may Việt Nam đã có nhiều dự án mở rộng, nâng cấp cũng như là đầu tư mới theo chủ trương tạo ra các cụm công nghiệp sợi, dệt, nhuộm ở các miền, tăng khả năng cung ứng nguyên phụ liệu trong nước. Có thêm một số khu công nghiệp mới đi vào hoạt động như là khu công nghiệp Bảo Minh, Rạng Đông, v.v. Tập đoàn dệt may Việt Nam phải là cái tập đoàn đi đầu trong chiến lược phát triển xây dựng các cái đội ngũ, các nhà thiết kế và xây dựng cái trung tâm thiết kế công nghiệp. Thì như vậy thì chúng ta mới thành công được trong tiến trình hội nhập. Còn nếu chúng ta không làm được vấn đề này thì cái thách thức đó rất, nó đổ dồn vào, đó là những thương hiệu, nhãn hiệu hàng hóa lớn của nước ngoài sẽ đổ dồn vào Việt Nam mà chúng ta thì ở trong sân nhà chúng ta cũng không thành công được. Năm nay cũng là cái năm mà đầy thách thức đối với ngành dệt may Việt Nam. Khi mà Việt Nam hội nhập vào các cái hiệp định thương mại tự do, ở đây phải nói rằng là cái cơ hội và cái thách thức thì nó chia đều lẫn nhau. Trong cái yêu cầu đòi hỏi cạnh tranh quốc tế rất lớn thì các nhà đầu tư, kể cả nhà đầu tư trong nước, cũng sẽ dồn vào đầu tư vào ngành dệt may, nơi mà có thể là có cái khả năng đầu tư có thể tạo ra lợi nhuận trong vòng khoảng 5-10 năm tới. Năm 2016 vẫn là năm có nhiều biến động về thị trường tài chính, tiền tệ và cả yếu tố tăng trưởng. Tổng cầu về dệt may của thế giới năm 2016 vẫn tương đương với năm 2015. Ngoài ra, dự báo về giá dầu tiếp tục ở mức thấp trong năm 2016. Nguồn nguyên liệu ảnh hưởng đến ngành dệt may như giá các loại sơ sợi từ sản phẩm hóa dầu tổng hợp thấp sẽ kéo theo giá bông xuống thấp. Vì thế, đơn giá sản phẩm dệt may có thể thấp hơn cả năm 2015 nếu giá dầu xuống thấp hơn 30 đô la Mỹ. Hơn nữa thì việc hình thành cộng đồng kinh tế ASEAN sẽ xuất hiện sự cạnh tranh khốc liệt hơn về lao động do có nhiều nhà đầu tư nước ngoài cùng đổ vốn vào thị trường Việt Nam. Ngành dệt may sẽ phải tìm cách để chủ động đương đầu với khó khăn này. Nhưng với cơ hội mở rộng thị trường xuất khẩu và các nước thành viên của các hiệp định, dệt may Việt Nam có thể đạt tăng trưởng từ 11 đến 12% về sản lượng so với năm 2015. Năm 2016, ngành dệt may đạt mục tiêu kim ngạch xuất khẩu đạt 30 tỷ đô la Mỹ, đồng thời phấn đấu tăng tỷ lệ nội địa hóa sản phẩm dệt may lên mức 55%, tăng trưởng trong giai đoạn 5 năm tới đạt 11,5% và với tỷ lệ nội địa hóa 65% vào năm 2020.